Ông ăn no chưa ông? Ông ăn no đi nhá. Ăn no đi. Ô ông có ăn hết trứng à? Không, không. Ăn được có một tí thôi. Không, thế ăn trứng không ông? Không. Thế ông ăn trứng không được mà. Cái đèn nồi nước không ạ? Thuốc. Cái đấy là thuốc gì thuốc ông? Thuốc đầu. À thuốc đau đầu á. Ông hai thuốc đau đầu luôn à. À hình như cháu có một lọ dược vật linh nhé, thì đã cho ông nhé, để ông mua nhé. Ông đại kia vào cháu mang cái này cháu đi rửa cho ông nhé. Anh đẩy cái nồi cơm vào để ông đại. Ông cái lúc nào đói ông ăn nhé. Đây là bát cà ừ. chua. Ông còn ăn nữa không ạ? Cứ cất đi chứ. Để cháu đổ nhá. À không đổ à? Ông vẫn giữ bát cà chua nướng của ông này. Ông cứ để đấy đi, ông để xuống đi. Thế ông ngồi ngồi uống nước. Còn một cái nước thì cháu bỏ đi ghế. Bỏ đi. Ông không có dầu rửa bát à? Không có, cũng không có sơ mướp à? Tại vì hàng ngày ông ăn có một cái bát thôi ấy. Ông ăn xong ông trắng trắng. Nhà siêu sang một bên rồi này này. Cái này mà gió bão cơ mà còn đổ xuống rồi ấy. Nhờ? Ừ, đúng rồi. Cái cột trắng của ông Duyên. Thì bị gọi à? Bây giờ cái đồng nào xuống mua. Mua cho cái thìa cẩn thận. Mua cái thìa, mua rổ, mua dầu rửa bát. Cái chảo của ông. Cháy. Cái chảo còn hết trông dính rồi không? Đây quý vị ạ, túp lều của ông này. Sống ở trong biệt lập, ở trong này là toàn rừng này quý vị này. Đây toàn là rừng cây keo. Sống biệt lập tại đây với một cái túp lều, có các con, có vợ, nhưng đã bỏ đi rất lâu rồi. Đến cuối đời thì ông vẫn cứ một mình, người có công với đất nước nhưng số lại rất là khổ. May là ở đây là xóm nó cũng hỗ trợ cho ông được nước sạch đấy, không có nước mà dùng. Sạch chưa? Ok chưa? Ông cắm gì? Cắm gì à? Điện. Nó không đến à? Nhưng mà cắm dây. Em đặt xuống đi, tí nữa con cắm cho ông ơi. Để thì con cắm cho. Tay em ướt lắm. Ông cắm gì đấy để con cắm cho? Ông cắm rồi. À, ông cắm rồi đấy. Cái đấy là cái gì ông? Điện. À ổ điện này. À, ông cắm nước à? Cho ông cắm nước.
Khi nào cần thì ông dùng. Cái này chắc không phải cho nước vào nhiều đâu, dẫm nó lại càng bẩn ra. Cho nước xuống nó còn ướt hơn. À, hát vào cho nhiều quá. Vâng. Nó cũng sắp khô hết rồi nha. Cái hành như này nhanh khô rồi mà. Để cho đỡ bụi không ạ? Không có cái rổ nào, không biết ông bát ở đâu rồi. Ông hay để bát ở đâu? Đây đây. Đây ông để bát ở chỗ kia kìa. Tôi cứ để tạm đấy, tí nó khô thì mình cất vào đấy cho ông sau. Không đun nữa thì dập lửa đi thôi. Dập lửa đi, không ở đây gió to lắm. Không may nó lại bén lên, chết giá. Không dám đun to. Nhà rách hết. Thế ông còn đi quanh quanh đây nhặt củi à? Thế ông đi lấy củi ở đâu ạ? À? Quanh đây à, chỗ bãi keo đây à? Bãi keo nhỏ đấy, nó bãi. Từ lúc mới một người con trai hay người con gái. Vâng. Bây giờ mới rõ thế. Vâng. Thế là từ lúc mà bà bỏ đi xong rồi các chị cũng đi theo bà luôn à? Cũng không về thăm ông. Không. À. Thế là từ năm bảy mấy rồi? 12. 12 là đi. Thế ông sống từ đấy một mình đến bây giờ? Được. Vâng. Đang rất. Vâng. À, ông đi. À, ông bỏ đi lang thang suốt ạ. À? Thế chân ông thỉnh thoảng giờ rời có đau không? Không đau. À, không, không đau à? Đến không, không đau. Vâng. Để hôm nào cho xuống cho xem chỗ nào nó bán cái đài ấy, cho mua cho ông một cái. Để ông mở nghe cho đỡ chán. Một mình này cũng chán nhỉ. Vậy chân yếu cũng không đi chơi được nhỉ. Đi chơi được xa. Thế mấy hôm trước là lạnh lắm mà ông có quần áo ấm mặc đủ ấm không? Mua cái có một cái này thôi ạ. Không lạnh đấy. Hai ba hôm nay còn đỡ, mấy hôm trước lạnh. Vâng. Đấy. Hai ba hôm nay còn nắng còn đỡ. Vâng. Lạnh. Bếp lại cũng không dám đun để sưởi nữa nhỉ. Sợ gió. Vâng. Gió lắm. Vâng. Gió đun to lại sợ nó gió nó cháy. Thế là cái lều này là anh em hay là lều nào? Làng xóm xung quanh là làm hộ không? Các em làm. À em. Cái nhà. Vâng. Về nhà. Vâng. Bây giờ đây cũng nói. Vâng. Bây giờ tôi mua. Không lo bán. Vâng. Mấy anh em bác điện cho ông. Vừa hôm qua thôi ông. Vâng. Là vừa hôm qua mới có điện. Qua sáng qua. Vâng, sáng qua mới lắp ạ. Vâng. Thế ông đệm mỗi một cái chăn này thì có lạnh không? Lạnh lắm nhỉ? Lạnh. Chăn này rất là từ từ ngày xưa phải không? Ừ, đúng rồi. Vâng.
những cái cửa cũ của người ta cho ông xin hả? Ừ. Về xong rồi ốp vào đây rồi. Rồi này của bà gái. Vâng. Vâng, cái là của bà dưới này cho. Đi sao nè? Dạ. Đi sao nè? Ừ, cháu đi từ xa mà. Xa. Tầm gần 100 cây á. Ừ. Cháu ở trên Võ Nhai nhưng mà cũng vào xã xa rồi. Ừ. Từ huyện vào nhà cháu cũng xa mà. Ừ. Tầm 20 cây từ huyện vào. Trên huyện Võ Nhai. Ừ. Thế sáng sớm hạ chồng cháu xuống anh Trọng anh đón ngoài kia. Ừ. Vâng. Tầm kênh YouTube ấy. Ừ. Đăng lên xong rồi mọi người biết xong rồi mọi người giúp đỡ. Ừ. Cháu cũng nghe như là dạ cái cháu cũng là như là không à cháu hay như là thôi à anh à ừ. Trọng Cháu à vâng ngoài vâng vâng à. À, cái anh Trọng nãy đưa vợ chồng cháu ừ. vào là anh em nhà ông à? Vâng. Thế là ông là dân tộc gì ông bên này? Dân tộc Kinh. Kinh à? Ừ. Vương à? Vâng. Thế là trước ông đi chống Mỹ thế là bây giờ mất hết giấy tờ ông không được hưởng cái gì à? Ừ. À không được hưởng. Ừ. Vâng. Mất hết rồi. Mất hết à? Anh gì đây là gì? Anh gì đây là... Cháu dân tộc Kinh, chồng cháu là dân tộc Cao Lan. À. Vâng. Ở bên này có người Cao Lan, dân tộc Cao Lan đúng không? Có. Có đúng không? Phú Lương là có đấy. Có. Nắm cơ bản. Ừ, chồng cháu là dân tộc Cao Lan. Ừ. Thế ở xóm này có không? Không, không có. Xóm này không vâng. Có nhưng mà là lấy vợ lấy chồng ấy. Vâng. Vâng. Toàn lỗ hở này như mấy hôm trước là lạnh lắm rồi nhỉ. Ừ. Dạo trước là ông đi buộc gỗ ngoài kia à? Ừ. Ở buộc gỗ. Ừ. Vâng. Thế ông toàn đi bộ là tít ngoài kia. Chưa có. Đi bộ. Một cô như thế là người ta cho mình bao nhiêu tiền một ngày? Ôi là bao nhiêu? À không được bao nhiêu. Vất vả. Thế là cứ sáng ra là ông đi bộ ra tiếp ừ. Ngoài kia phải không? Thế là ngày người ta cho mấy đồng à? Ừ. Cái thuốc đau đầu này ông khác đi nhặt lá cây à? Về đun. Cây dâu. Cây gì ạ? À? Cây dâu. À cây dâu ạ? À? Dâu. Cà sấu ạ? À? Ừ. À lá sấu ạ? À? Hello. À. Lá sấu. Nó không đau. À vâng. Uống vào không đau đầu ạ? À? Ừ. Vâng.